Xin cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất trên kênh bản tin 24 giờ của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày qua mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng thứ tư, ông Du cư trú tại làng Trung Sương, quận Y Lương, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20 mét và đang tràn về phía nhà ông. Ông Du kể, tôi đã đánh thức vợ và bốn đứa cháu trai. Chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó bùn vào tràn khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Du không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói, đến cuối đời tôi cũng không có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Hôm thứ Tư, tờ Nhân dân Nhật báo tôi tin rằng, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Chiêu Thông, bao gồm Trấn Hùng, Y Lương, Vị Tân và các quận khác. Từ 11 giờ đêm thứ ba đến sáng ngày thứ tư, lượng mưa đạt hơn 250mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 12 giờ tới sẽ có mưa lớn tại các quận thuộc thành phố Chiêu Thông, bao gồm Chiêu Dương, Lục Điếm, Kiều Gia, Trần Hùng, Lương Y, Vị Tân, Đại Quan, Diên Tân, Vĩnh Sơn. Mưa lớn có thể gây ra việc lở bùn nhiều hơn. Ngày hôm nay, CCTV, kênh truyền hình truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24m. Hôm nay, ông Lưu, cư trú tại thị trấn Nghiêu Kỵ ở quận Y Lương cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong gần 70 năm qua. Tầng 2 của hầu hết các tòa nhà trong thị trấn đều bị ngập nước. Ông Lưu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo, các thiết bị, dụng cụ thường dùng. Ông Zihao, cư trú tại thị trấn Lạc Vương cho biết mực nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 2 mét. Ông Zihao cho biết, nơi bị lũ lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu vực đường phố Lạc Vương. Nước lũ ngập hết cả con đường, các cửa hàng đều bị thiệt hại lớn. Khoảng 50 chiếc ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 30 mét do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Zihao cũng cho biết thêm rằng, điện và điện thoại đã bị cắt hôm thứ Tư do trận lũ lụt. Hôm nay, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen, cư trú tại quận Ngụy Tín, thành phố Chiêu Thông cho biết nước sông ở Ngụy Tín chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lũ lụt. Ông Chen cho biết, ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và gia súc khác. Ông Chen nói Chiêu Thông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện để sống tốt. Giờ đây người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lụt. Chính quyền yêu cầu chúng tôi tự cứu lấy mình, nhưng bằng cách nào? Tôi không có cách nào. Kính thưa quý vị, trận mưa lớn gần đây ở miền Nam của Trung Quốc vào thứ Sáu vừa qua, 14 con sông đã trải qua trận lũ lụt cực lớn. Nhà dân và đất canh tác ở huyện An Nguyên, tỉnh Giang Tây, Anh Đức, Thiều Quan, Sàn Vĩ cũng như các nơi ở Quảng Đông đều bị ngập lụt nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã báo cáo rằng từ 2 ngày qua mưa lớn đã đổ xuống phía bắc của Quảng Đông và miền Nam của Phúc Kiến và 14 con sông ở miền Nam của Trung Quốc đã trải qua lũ lụt vượt quá mức cảnh báo an toàn, mức tối đa vượt quá giới hạn cho phép từ 0,9m đến 3,65m. Báo chí đưa tin do mưa bão liên tục, nhiều nơi ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây, nước sông dâng cao vào sáng hôm thứ Bảy, đất nông nghiệp bị tàn phá do sạt lở đất, sạt lở đường và các thảm họa khác. Ao cá rộng 4 hecta bị mất trắng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 16,269 triệu nhân dân tệ. Hôm thứ Hai vừa qua, dân làng ở thị trấn Chế Đầu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, nói với chúng tôi rằng khu vực địa phương đã có mưa gần nửa tháng, nước sông dâng cao, đất canh tác bị ngập lụt, gà vịt, các loại gia cầm khác bị chết, bị cuốn trôi, bị bùn đất vùi lấp. Ông Xe, một người dân ở thị trấn Chế Đầu, huyện An Nguyên, Cám Châu, Giang Tây nói, lũ lụt ở đây rất lớn và thiệt hại cũng rất lớn. Nhà cửa bị ngập trong nước và đồ đạc, các vật dụng đều bị ngập trong nước. Đồ dùng trong nhà không thể sử dụng được. Lũ lụt ở những năm trước đây không nghiêm trọng như năm nay, sạt lở nhiều hơn. Bây giờ nước đã rút, trời không mưa nên điện nước đang được sửa chữa và khắc phục. Theo thống kê của Cục Khí tượng Quảng Đông hôm thứ Bảy, hơn 30 thị trấn và đường phố trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa bão lớn trên 140mm. 132 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa bão từ 80mm đến 110mm. 160 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa bão từ 50mm đến 70mm. Mưa rất lớn. Bà Ly, người dân Thiểu Quan, Quảng Đông, trận lũ vừa qua khá khủng khiếp. Nước sông không rút mà tương đối đầy, nước ở khu vực đô thị rút dần dần. Bởi vì hôm qua mưa mới tạnh, cô Quang, cư dân Anh Đức, Quảng Đông cho biết, gia đình chúng tôi cũng sống bên sông và mực nước rất cao. Hãy chú ý đến Anh Đức, những ngày này trời vẫn ổn và hôm nay trời không mưa. Cũng thời điểm này năm ngoái, lũ lụt triền miên, một tháng sau Thiểu Quan xả lũ đến. Quý vị thân mến, trước thiên nhiên con người luôn nhỏ bé, trận đại hồng thủy vừa qua vẫn là cơn ác mộng đối với nhiều người. Kết quả là người dân phải di rời, nhiều gia đình vợ con ly tán. Nhưng trong thảm họa khổng lồ này cũng để lại nhiều câu chuyện cảm động. Vừa qua do mưa nhiều ngày liên tục, một trận lũ lụt thảm khốc đã xảy ra,
các con sông như sông Dương Tử và sông Hoàng Hà lần lượt bị vỡ bờ, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh. Cơn lũ hoành hành cuốn trôi nhà cửa của người dân. Đối mặt với những thảm họa như vậy, người dân không còn cách nào khác ngoài nhìn lũ lụt lan rộng. Một số tỉnh như Hoắc Long Giang, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây bị ảnh hưởng đặc biệt bởi lũ lụt thảm khốc. Vào thời điểm quan trọng như vậy, chính quyền cấp trên đã ngay lập tức ra lệnh cho quân đội giải phóng nhân dân đến khu vực thiên tai để hỗ trợ người dân. Khi quân đội giải phóng nhân dân đến khu vực bị lũ lụt, trái tim bồn chồn của mọi người dân bình tĩnh trở lại. Trước khi đến khu vực xảy ra lũ lụt, mặc dù biết rằng lũ lụt rất nghiêm trọng, khi đến hiện trường họ vẫn bị sốc trước cảnh tượng này. Toàn bộ bờ kè đã bị cuốn trôi, thành phố bị nhấn chìm và kế hoạch giải cứu đã được chuẩn bị giờ hoàn toàn vô dụng. Để ngăn chặn lũ lụt rộng hơn, quân đội giải phóng nhân dân lần lượt mang theo bao cát, nhảy xuống nước không chút do dự và muốn dùng bao cát để xây đập tạm thời để ngăn lũ. Trong cơn lũ kéo dài, bóng dáng của quân đội giải phóng nhân dân thỉnh thoảng hiện ra rồi biến mất. Trước thiên tai to lớn như vậy, sức người quả là yếu. Sau khi nhiều binh sĩ nhảy xuống nước, họ không bao giờ trồi lên nữa. Nhưng số chiến sĩ còn lại vẫn nhảy xuống nước lần lượt bỏ bao cát xuống để đắp bờ. Những người lính bảo vệ ngôi nhà của họ, bảo vệ đất nước của họ và biên giới đồn trú, và họ phải trải qua tất cả các loại huấn luyện gian khổ. Trước lũ lụt phải dùng máu thịt của mình đứng trước nhân dân. Tình cảnh này sao có thể không động lòng người? Sau đó là cảnh tượng cảm động, mọi người quỳ xuống và khóc. Xin đừng nhảy, chúng tôi không muốn ngôi nhà nữa. Quân đội giải phóng nhân dân làm ngơ và tiếp tục nhảy xuống từng người một, chống lại dòng nước chảy xiết bằng cơ thể và bao cát của họ. Cuối cùng lũ lụt cũng đã được kiểm soát và mọi người đều cảm động, rơi nước mắt. Thưa quý vị, gần đây vành đai mưa ở Trung Quốc đại lục đã di chuyển về phía bắc sông Hoàng Hà và trải qua trận lũ thứ nhất của năm nay. Nam Dương, Chú Mã Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu và những nơi khác ở Hà Nam bị mưa lớn. Dự báo mới nhất cho thấy những nơi này vẫn sẽ có mưa lớn. Các video được đăng trên Internet cho thấy lũ lụt ở những nơi này ở tỉnh Hà Nam đã nhấn chìm đường phố. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông đất đai tuần vừa qua, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã chỉ ra rằng dòng nước chảy vào Lan Châu trên sông Hoàng Hà tiếp tục tăng lên. Sông Hoàng Hà đạt 3.900 m khối mỗi giây, đây là trận lũ lớn thứ nhất trên sông Hoàng Hà vào năm nay. Vào lúc 11 giờ hôm thứ Ba, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam lại đưa ra một cảnh báo mưa bão màu vàng khác. Dự kiến trong 6 giờ tới, lượng mưa ở 5 khu vực là Nam Dương, Chú Mã Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu, Thượng Khâu, Bình Định Sơn và Hứa Xương sẽ đạt hơn 80mm về phía đông. Một phần khác lượng mưa hơn 130mm kèm theo sấm sét và thời gian xảy ra mưa lớn ngắn, gió mạnh, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Các khu vực bị mưa bao phủ bao gồm Tế Viên, Trịnh Châu, Hứa Xương, Chu Khẩu, Nam Xương, Lạc Hà, Chú Mã Điếm và Thương Khâu. Ngoài ra, Cục Quản lý Đô thị Trịnh Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ ra rằng Cục Khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn ở Trịnh Châu hôm thứ Ba và thứ Tư, và Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Đô thị Trịnh Châu đã đưa ra phản ứng kiểm soát lũ cấp 2. Các video đăng trên mạng cho thấy lũ lụt ở Nam Dương, Chú Mã Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam, đường phố ngập rất sâu. Đường phố trở thành sông, ô tô đi trong nước nổi lềnh bềnh như lái thuyền, nước sâu thậm chí còn ngập cả xe buýt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở những chương trình tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.